Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán lý hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 140 bài quãng đường nha. Mình sẽ học tới bài quãng đường ở trang 140 và 41 luôn. Giờ quãng đường bài toán 1. Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc là 42,5 km/h. Tính quãng đường đi được của ô tô. Giờ bài toán này người ta cho mình cái gì nè? Một ô tô nè đi trong 4 giờ, có nghĩa người ta cho thời gian của ô tô đi. Vận tốc của ô tô đi là 42,5. Người ta yêu cầu mình tính quãng đường. Rồi người ta kêu mình tính quãng đường đi được của ô tô thì bài giải của mình, lời giải sẽ là quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian. Vận tốc này có nghĩa là quãng đường đi được trong 1 giờ. Mình muốn biết 4 giờ đi được bao nhiêu km thì mình lấy cái số này nhân cho 4, đúng không nè? Giờ 42,5 nhân cho 4 thì sẽ là 170. Đơn vị của quãng đường sẽ là km. Ở đây vận tốc là đơn vị là km trên giờ. Thời gian là giờ thì quãng đường sẽ là đơn vị là km nha. Giờ mình có nhận xét gì nè? Để tính quãng đường ô tô đi được thì ta sẽ lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hai vận tốc của ô tô đi của ô tô nhân với thời gian, đúng không nè? Giờ để tính quãng đường thì mình sẽ lấy vận tốc nhân với thời gian là kết quả. Như vậy thì mình sẽ nhớ luôn cái câu này nha. Câu này mình nhớ luôn, học thuộc lòng luôn. Khi mình gặp bài toán kêu quãng đường, người ta yêu cầu mình tính quãng đường thì mình áp dụng cái câu này vô thì mình sẽ tính được nha. Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Nhớ câu này luôn à, các em nhớ câu này luôn cho thầy nha. Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Mình có là S là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian, đúng không nè? Như vậy S bằng V nhân T, quãng đường bằng vận tốc nhân cho thời gian. Rồi bài này thì các em chỉ cần nhớ cái câu đó nha. Muốn tính quãng đường thì ta lấy vận tốc nhân với thời gian là ra kết quả. Rồi các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ mình qua bài toán 2 luôn nha. Giờ bài toán 2 người ta cho gì nè? Một người đi xe đạp với vận tốc là 12 km/h trong 2 giờ 30 phút, tính quãng đường người đó đi được. Như vậy cái đề bài người ta cho gì nè? Cho vận tốc, đúng không? Vận tốc 12 km/h, đây là thời gian, đúng không? 2 giờ 30 phút là thời gian. Mình có vận tốc, có thời gian, mình sẽ tính quãng đường được, đúng không? Mình nhớ cái câu lúc nãy mình nha. Muốn tính quãng đường thì lấy vận tốc nhân cho thời gian. Mình chú ý là nếu mà vận tốc km/h thì cái thời gian này mình phải phút này mình đổi qua giờ luôn nha. 2 giờ 30 phút này mình đổi qua giờ là hết luôn, mình mới tính nha. Giờ như vậy bài giải của mình, trước hết mình sẽ đổi 2 giờ 30 phút này đổi sang giờ. 2 giờ thì giữ nguyên, đúng không nè? 30 phút mình biết là 1 giờ thì 60 phút, như vậy 30 phút này là 0,5 giờ, như là 2 cộng thêm 0,5 giờ là 2,5 giờ. Rồi sau đó mình trả lời câu hỏi của đề bài, người ta yêu cầu mình tính quãng đường người đó đi được thì mình trả lời là quãng đường người đó đi được là lấy vận tốc 12 nhân cho thời gian là 2,5. 12 nhân 2,5 thì bằng 30, đơn vị là km. Như vậy đáp số đây là 30 km/h. Giờ đúng không nè? Rồi cái bài quãng đường này thì mình nhớ cái câu đó nha. Muốn tính quãng đường thì mình lấy vận tốc nhân thời gian và chú ý đơn vị. Nếu mà vận tốc là km/h thì thời gian phải là giờ. Mình đổi về thì quãng đường sẽ là km. Rồi các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ mình sẽ qua phần bài tập luôn nha. Giờ mình qua bài tập số 1 nha. Một cano đi với vận tốc là 15,2 km/h. Tính quãng đường đi được của cano trong 3 giờ. Giờ như vậy bài này người ta cho cái gì nè? Người ta cho vận tốc, đúng không? Vận tốc là 15,2 km/h.
cho thời gian là 3 giờ. Người ta yêu cầu mình tính quãng đường đi được của cano đúng không? Giờ như vậy mình muốn tính quãng đường thì mình dùng công thức nào nè? Muốn tính quãng đường thì lấy vận tốc nhân cho thời gian đúng không nè? Giờ bài này cũng tương đối dễ đúng không? Các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 1, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bây giờ thầy sẽ làm bài 1 nha. Bài 1 này thì người ta cho mình quãng tốc, cho thời gian mình tính quãng đường đúng không? Người ta hỏi là tính quãng đường đi được của cano trong 3 giờ. Như vậy mình trả lời, lời giải của mình sẽ là quãng đường đi được của cano trong 3 giờ là, giờ mình lấy quãng tốc nhân cho thời gian. Giờ ở đây quãng tốc là cái đơn vị đang là km/h, thời gian đơn vị là giờ luôn nha. Như vậy đúng hết, giờ mình không cần đổi nữa. Mình chỉ việc lấy vận tốc nhân cho thời gian là ok đúng không? Giờ như vậy mình lấy 15,2 nhân cho 3. Giờ 3 nhân 2 được 6 đúng không? Dấu phẩy viết lại. 3 nhân 5 15, viết 5 nhớ 1. 3 nhân 1 là 3, với 1 là 4. Như vậy kết quả là 45,6 km. Kết quả là 45,6. Và vận tốc đơn vị là km/h, thời gian đơn vị là giờ, nên quãng đường đơn vị sẽ là km đúng không nè? Giờ đáp số của mình sẽ là 45,6 km nha. Giờ bài 1 này có em nào làm giống thầy hay không nha? Nếu em nào làm đúng, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài này cũng dễ, mình sẽ qua tiếp bài 2 luôn nha. Giờ bài 2 của mình, một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/h, tính quãng đường đi được của người đó. Giờ bài này người ta cho mình có gì giờ nè? Cho thời gian đúng không? 15 phút là thời gian. Cho vận tốc là 12,6 km/h. Người ta yêu cầu mình tính quãng đường. Giờ như vậy mình áp dụng công thức nha. Quãng đường thì bằng gì nè? Quãng đường thì bằng vận tốc nhân cho thời gian đúng không nè? Giờ như vậy là mình sẽ lấy quãng đường bằng vận tốc nhân cho thời gian. Nhưng mà các em để ý, cái thời gian này đang là phút nè đúng không? Vận tốc thì lại là km/h. Như vậy mình giờ như vậy mình sẽ đổi cái phút này qua giờ, sau đó mình mới lấy vận tốc nhân thời gian nha. Giờ bài 2 này có em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ đổi cái phút 15 phút này qua giờ đúng không nè. Muốn đổi phút qua giờ thì mình nhớ là mình phải chia cho 60, vì 1 giờ bằng 60 phút. Vậy muốn đổi phút qua 60 thì mình phải chia cho 60. Như vậy lấy 15 chia 60 đúng không nè. Giờ mình thấy phân số này mình có thể rút gọn cho mấy nè, cho 15 đúng không, chia tử bằng 1 cho 15. Như vậy 15 chia 15 bằng 1, 60 chia 15 được 4. Như vậy 15 phút chính là 1/4 giờ đúng không nè. Giờ như vậy là 15 phút của mình sẽ là bằng 1/4 giờ. Giờ sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi của bài. Người ta yêu cầu mình tính quãng đường đi được của người đó. Như vậy lời giải của mình sẽ là quãng đường đi được của người đó là, bỏ chữ tính đi hoặc thêm bằng chữ là được đúng không. Giờ sau đó mình lấy qua vận tốc 12,6 nhân cho thời gian là 1/4 giờ. 12,6 nhân cho 1/4, như vậy là nhân 1 chia 4 đúng không nè. 12 chia 4 được 3, giờ dấu phẩy đem qua nha. 6 chia 4 được 1, còn là 2, thêm số 0 ngoài sau, 20 chia 4 được 5. Như vậy kết quả đây sẽ là 3,15. Và ở đây vận tốc là đơn vị là km/h, thời gian là giờ, thì đơn vị của quãng đường sẽ là km đúng không nè. Giờ như vậy đáp số của mình bài 2 sẽ là 3,15 km đúng không nè. Giờ bài 2 này có em nào làm đúng kết quả giống thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình qua tiếp bài 3 luôn nha. Giờ mình qua tiếp bài 3 nha. Bài 3 người ta cho mình cái gì nè? Một xe máy đi từ A lúc 8:20 với vận tốc là 42 km/h đến B lúc 11 giờ, tính độ dài quãng đường AB. Giờ như vậy người ta cho mình vận tốc này đúng không? Vận tốc là 42 km/h. Xe máy bắt đầu đi từ A lúc 8:20 đến B lúc 11 giờ. Như vậy mình phải tính thời gian đi từ A đến B đúng không? Mình sẽ lấy cái giờ này trừ cho cái giờ này. Rồi sau đó mình đổi qua giờ luôn nha. Rồi sau đó mình tính quãng đường.
Mình muốn tính quãng đường thì mình lấy vận tốc nhân cho thời gian, đúng không nha? Giờ bài 3 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bây giờ thầy làm bài 3 nha. Giờ trước hết mình sẽ tính thời gian xe máy đi từ A đến B. Mình sẽ lấy 11 giờ trừ cho 8 giờ 20 phút. Giờ 11 giờ trừ 8 giờ 20 phút. Như vậy là 11 giờ này mình đổi là 10 giờ 60 phút nha. 11 giờ mình đổi là 10 giờ 60 phút. 60 phút trừ 20 phút còn 40 phút. 10 giờ trừ 8 giờ là 2 giờ, đúng không nè? 11 giờ trừ 8 giờ 20 phút sẽ là bằng 2 giờ 40 phút, đúng không nè? Rồi, các em đã tính được chưa nè? Thầy giải thích lại một lần nữa nha. 11 giờ này thì mình đổi là 10 giờ 60 phút. 60 phút trừ 20 phút còn 40 phút. 10 giờ trừ 8 giờ còn 2 giờ, như vậy là bằng 2 giờ 40 phút. Rồi 2 giờ 40 phút này mình sẽ đổi qua giờ luôn nha, bằng 8 phần 3 giờ. Các em đổi được không nè? Thầy sẽ đổi gia nháp, phần này mình đổi, thầy sẽ tính gia nháp cho các em xem nha. Giờ thầy sẽ tính gia nháp cái phần 2 giờ 40 phút bằng 8 phần 3 giờ nha. Như vậy 2 giờ 40 phút thì mình đổi cái phút này thành số giờ nha. Như vậy 2 giờ mình viết lại, 40 phút mình đổi qua giờ thì là mình chia cho 60, đúng không? 40 chia 60. Giờ số 2 cộng viết lại, 40 60 này mình sẽ chia tử vào mẫu cho 20, đúng không? 40 chia 20 còn 2, 60 chia 20 bằng 3. Như vậy mình được là 2 cộng cho 2 bằng 3. Giờ mình sẽ quy đồng mẫu số 3 đây. Này là 6 phần 6 bằng 3, đúng không? 6 bằng 3 cộng 2 bằng 3 là 8 bằng 3. Như vậy là 2 giờ 40 phút sẽ bằng 8 phần 3 giờ, đúng không nè? Giờ như vậy là 2 giờ 40 phút sẽ bằng 8 phần 3 giờ. Giờ người ta hỏi mình gì nè? Tính độ dài quãng đường AB. Như vậy mình trả lời là quãng đường AB là, đúng không? Bỏ chữ tính, thay bằng chữ là xong. Giờ muốn tính quãng đường thì lấy vận tốc 42, đúng không? Nhân cho thời gian là 8 phần 3 giờ. Giờ như vậy 42 nhân 8 chia 3. Giờ ở đây mình nhẩm nha. Mình chia trước đi, giờ nhân cho nó dễ nha. 4 chia 3 được 1. 1 3 3 như vậy lên có dư 1 đây. Hạ 12 xuống là 12. 12 chia 3 được 4. Đúng không? Các em nhẩm được không nè? Để thầy tính nháp chỗ này cho các em xem nha. Giờ bây giờ thầy sẽ tính nháp cái phần 42 nhân 8 chia 3 cho em xem nha. 42 nhân 8 chia 3 như vậy mình chia trước đi. 4 chia 3 được 1, đúng không? Còn bên đây còn dư 1. 1 với 2 là 12, 12 chia 3 được 4. Như vậy là 42 chia 3 bằng 14, đúng không? Nhân 8 mình viết lại, đúng không nè? Giờ 8 nhân 4 là 32, viết 2 nhớ 3. 8 lần 1 là 8 với 3 là 11. Như vậy kết quả cuối cùng là 112. Rồi, đúng không nè? Như vậy là 42 nhân 8 phần 3 bằng 112. Quãng tốc đơn vị là km trên giờ. Thời gian là giờ, như vậy quãng đường là km. Như vậy đáp số của mình sẽ là 112 km, đúng không nào nè? Giờ bài 3 này, có em nào làm đúng kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem. Video clip đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các em vào video lần sau tiếp theo nha. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.